Chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Hồng Vân vừa hoàn thành phần dự thi của mình. Và thưa quý vị đang theo dõi vòng chung kết trao giải hội thi ca cổ Nguyễn Trãi mới lần thứ nhất năm 2023. Và đêm nay sẽ được tiếp tục chương trình với phần dự thi của thí sinh Mai Ngọc Trường Giang, đơn vị xã Long Kiến, sẽ dự thi ba câu giọng cổ Từ Mùa Thu Ấy Ra Đi, tác giả Thanh Vũ. Mời quý vị cùng thưởng thức. Mùa thu ấy bao trời
tình không đúng tiếng tục. Hầu vô hoa tiếng mẹ vô tươi nú hoang nghe con. Mai này đắng lên nhớ mộ I'm